tuổi Tân Sửu, sinh năm 1961, cứ xây nhà trong năm 2022 Nhâm Dần, được thần tài ban lộc, giàu sang phú quý trọn đời. Hoan hỉ chào đón quý vị đang theo dõi chương trình Phong thủy Gia Cát. Quý vị thân mến, ông bà ta thường vẫn nói, tự trâu lấy vợ làm nhà, cả ba việc ấy thật là khó thay. Xây dựng nhà cửa là một trong những đại sự lớn lao nhất trong cuộc đời mỗi con người. Để xây dựng một căn nhà đẹp, thuận phong thủy và giúp cho gia chủ phát tài phát lộc thì cần phải kết hợp rất nhiều yếu tố như kiến trúc thi công, mặt bằng xây dựng hay chi phí đầu tư. Tuy nhiên, có một yếu tố quan trọng không kém mà mọi người cần phải quan tâm, đó chính là thời điểm xây nhà hợp tuổi với gia chủ tuổi Tân Sửu. Chọn tuổi chọn năm để xây nhà từ xưa đến nay đều là việc bất di bất dịch trong tiềm thức của người Việt Nam. Năm 2022 tới đây, chắc chắn có rất nhiều gia chủ muốn xây dựng nhà ở sao cho đẹp và thuận phong thủy. Trong chương trình ngày hôm nay, Phong thủy Gia Cát sẽ chia sẻ những nguyên tắc đơn giản để quý vị tính xem mình có hợp tuổi xây nhà trong năm 2022 hay không. Và ngay sau đây sẽ là phần tư vấn chi tiết của thầy Gia Cát. Xin mời quý vị cùng theo dõi. Để xây được nhà, yếu tố đầu tiên chúng ta phải xét đến yếu tố kim lâu, hoàng ốc và tam tai. Mệnh chủ tuổi Tân Sửu sinh năm 1961, bước sang năm 2022 Nhâm Dần đã 62 tuổi. Trong năm này, mệnh chủ bị phạm kim lâu, một trong ba điều kiêng kỵ khi xây nhà. Vậy nên nếu mệnh chủ tuổi Tân Sửu muốn xây nhà thì cần phải mượn tuổi khác để công việc được hanh thông, thuận lợi. Tuổi Tân Sửu có cung mệnh là Mộc, thuộc cung Trấn, thuộc Đông Tứ Mệnh, có bốn hướng tốt, đó là hướng Đông Phục Vị, Bắc Thiên Y, Đông Nam Diên Niên, Nam Sinh Khí. Ngoài ra cũng có bốn hướng xấu, đó là hướng Tây Nam Họa Hại, Tây Tuyệt Mệnh, Đông Bắc Lục Sát và hướng Tây Bắc Ngũ Quỷ. Tuổi Tân Sửu mà ở phạm vào bốn hướng xấu như Họa Hại, Tuyệt Mệnh, Lục Sát và Ngũ Quỷ thì cuộc sống luôn luôn lận đận, dù cố gắng đến mấy cũng không có được thành quả. Vậy nên với những hướng xấu, các chuyên gia phong thủy có lời khuyên cho những mệnh chủ tuổi Tân Sửu cần phải treo trước cửa nhà một chiếc gương bát quái tinh cầu. Đây là pháp khí phong thủy chuyên hóa giải cho những người có nhà ở không hợp hướng, đặc biệt là mệnh chủ tuổi Tân Sửu. Vật phẩm phong thủy gương bát quái tinh cầu được thầy khai quang chỉ chú và xem ngày sử dụng cho tuổi Tân Sửu để đảm bảo vật phẩm phát huy công năng tốt nhất, giúp hóa giải những hung họa và mang lại may mắn bình an cho gia chủ tuổi Tân Sửu. Như quý vị đã biết, khi chọn được tuổi làm nhà, không bị đụng vào kim lâu, hoàng ốc và tam tai, đó chỉ là một trong những yếu tố cần. Còn vấn đề quyết định đến việc bạn có động thổ được hay không lại phải dựa vào cát hung của từng hướng. Vậy thì ngay sau đây xin mời tất cả quý vị, chúng ta hãy cùng theo dõi bài phân tích của thầy Gia Cát về cát hung các hướng nhà trong năm 2022 Nhâm Dần. Đầu tiên là hướng Tây gồm có Ba Sơn, Canh, Dậu Tân, 247,5 đến 292,5 độ. Năm 2022 Nhâm Dần bị sao Thất Xích phá quân ngự trị. Thất Xích là sao phá quân, còn gọi là Tặc Tinh, là một trong những hung tinh của huyền không phi tinh. Quý vị nên cẩn trọng khi lập tinh bàn chọn đất xem nhà. Sao Thất Xích nếu vượng thì phát về võ quyền, đinh tài đều vượng. Nếu suy thì trong nhà xuất hiện trộm cướp hoặc có người chết trận, bị giam cầm. Gia đạo không yên có thể vì hòa tai mà tổn đinh hoặc xuất hiện người ham mê tửu sắc. Thất Xích là hung tinh, vì vậy nên tĩnh mà không nên động, động thì điều xấu càng nhiều, nhất là nhà ở đầu phố hay ngã ba thì nguy hại càng lớn. Bởi tính hung hiểm của sao Thất Xích nên khi quý vị xây dựng nhà cửa cũng cần phải hết sức dè chừng, kẻo ảnh hưởng trực tiếp tới sức khỏe và gia đạo của gia đình bạn. Trong trường hợp quý vị đang ở nhà hướng Tây thì cũng cần phải treo trước cửa nhà một pháp khí phong thủy mai hoa phú quý để hóa giải. Như quý vị và các bạn đã biết, hướng Tây là một trong những hướng xấu với các mệnh chủ tuổi Tân Sửu. Khi ở vào hướng này, bị phạm vào hướng Tuyệt Mệnh. Tuyệt Mệnh là sao phá quân thuộc hành kim, là hung tinh xấu nhất trong 8 sao, sẽ đem đến tuyệt khí, tử khí vào nhà, gây ra tai họa cho gia chủ. Khi xuất hiện ở hướng này thì sự nguy hại của nó đỡ khốc liệt hơn so với xuất hiện ở hướng Đông Trạch, nhưng cho dù gặp về tương sinh ngũ hành thì nó cũng là sao có thể gây ra tai họa. Vậy nên cần treo trước cửa nhà một chiếc gương bát quái tinh cầu bằng gỗ đào để hóa giải. Đây là pháp khí chuyên để hóa giải nhà ở không hợp hướng. Thứ hai là hướng Tây Bắc. Hướng Tây Bắc gồm có Ba Sơn, Tuất, Càn, Hợi.
292,5 đến 337,5 độ. Năm 2022 Nhâm Dần có sao lục bạch tài tinh đáo đến hướng. Lục bạch là sao vũ khúc, là cát tinh. Khi lập tinh bàn nên hướng theo sao này để chọn được nhà đất tốt. Sao lục bạch nếu vượng thì quyền uy chấn động bốn phương, làm võ tướng công trạng hiển hách, gia đình giàu có, nhiều nhân đinh. Nếu suy tử thì sống trong cô độc hoặc chết trong binh đao, người nhà thường quá vợ, có nhiều quả phụ. Lục bạch gặp nhất bạch là sinh xuất, nếu vượng thì quan vận thuận lợi, hanh thông, tiền của dồi dào, con cái học hành đỗ đạt. Nếu suy thì quan lộc tuy không giảm nhưng người nhà thường mắc chứng đau đầu hoặc gặp tai nạn sông nước. Như vậy tổng quan hướng Tây Bắc năm 2022 Nhâm Dần khá tốt, việc động thổ xây nhà lại càng hanh thông thuận lợi. Còn những người đang ở trong nhà hướng Tây Bắc cũng nên treo trước cửa nhà một pháp khí phong thủy, mai hoa phú quý để đón cát tinh và hóa giải hung tinh của năm. Trong các hướng thì hướng Tây Bắc cũng là hướng phạm không tốt cho các mệnh chủ tuổi Tân Sửu. Khi ở trong nhà hướng này sẽ bị phạm vào hướng ngũ quỷ. Ngũ quỷ là sao Liêm Trinh thuộc hành hỏa, là hung tinh xấu thứ hai so với tuyệt mệnh. Nó mang đến những chuyện quỷ quái, bệnh hoạn, các tai nạn liên miên xảy đến. Khi ở hướng này do tương khắc với ngũ hành, cho nên nó sẽ gây nên nhiều mối nguy hiểm. Vậy nên các mệnh chủ cần phải sử dụng một gương bát quái tinh cầu treo trước cửa nhà để hóa giải. Tiếp theo đây là hướng Đông Bắc. Hướng Đông Bắc gồm có Ba Sơn, Sửu, Cấn Dần, 22,5 đến 67,5 độ. Năm 2022 Nhâm Dần, những nhà tọa thân hướng Dần bị phạm vào Thái Tuế và Mậu Kỷ Đô Thiên, những nhà tọa Mùi hướng Sửu bị phạm vào Tam Sát. Đây là hai đại kỵ lớn khi xây nhà mà các thầy khuyên không nên động thổ xây mới. Trong trường hợp quý vị bắt buộc phải xây thì hãy liên hệ với thầy Gia Cát để được tư vấn cách hóa giải hoàn toàn miễn phí. Những mệnh chủ tuổi Tân Sửu khi ở vào nhà hướng này bị phạm vào hướng Lục Sát, không hợp hướng. Lục Sát là sao Văn Khúc, có ngũ hành thuộc thủy, là cung hung tinh, mang đến sát khí vào nhà, ứng với các tai nạn về lửa, dâm đãng và thị phi. Nó là hung tinh, nhưng so với các sao khác thì đỡ hung hại hơn, vì ngoài hai hành hỏa thổ thì nó đều tương sinh hoặc ngang hòa, cho nên tính hung hại của nó đỡ hơn các hung tinh khác. Nói chung với hướng nhà này, các mệnh chủ tuổi Tân Sửu cũng cần phải treo một chiếc gương bát quái tinh cầu bằng gỗ đào để hóa giải. Đây là pháp khí chuyên hóa giải nhà không hợp hướng nhất là đối với những mệnh chủ tuổi Tân Sửu, sẽ giúp mang lại may mắn và bình an cho gia chủ. Thứ tư là hướng Tây Nam. Hướng Tây Nam gồm Ba Sơn, Mùi, Khôn, Thân, từ 202,5 đến 247,5 độ. Năm 2022 Nhâm Dần, những nhà tọa Dần hướng Thân bị phạm vào Tuế Phá, nhà tọa Sửu hướng Mùi bị phạm vào Tam Sát. Đây là hai sát tinh lớn, hóa giải rất khó. Vậy nên việc xây mới hoàn toàn thì không nên. Còn những nhà tọa Cấn hướng Khôn có thể động thổ xây mới trong năm 2022 này. Những mệnh chủ tuổi Tân Sửu ở nhà hướng Tây Nam thì không được hướng, bị phạm vào cung họa hại nên rất xấu. Họa hại là sao Lục Tồn thuộc hành thổ, là một hung tinh đem lại nhiều hung khí, gây nên nhiều thiệt hại về sức khỏe và công danh. Nó làm cho con cái đần độn, bất lương, bệnh tật ốm đau, tài sản sa sút. Vậy nên để hóa giải, các mệnh chủ cần phải treo trước cửa nhà một pháp khí phong thủy, gương bát quái tinh cầu bằng gỗ đào. Gương đã được thầy Gia Cát cùng với các thầy trong Hiệp hội Phong thủy và Tâm linh Việt khai quang, chỉ chú, cho xem ngày sử dụng, cho nên nó sẽ mang lại công năng phong thủy tốt nhất. Đây là một sản phẩm rất phù hợp với gia chủ tuổi Tân Sửu, giúp cho các gia chủ có được may mắn và bình an khi ở trong căn nhà hướng Tây Nam. Thứ năm là hướng Bắc. Hướng Bắc gồm có Ba Sơn, Nhâm, Tý, Quý, 337,5 độ đến 22,5 độ. Năm 2022 Nhâm Dần được sao Nhất Bạch tài tinh đáo đến. Sao Nhất Bạch là sao Tham Lang, hiệu Văn Xương, ngũ hành thuộc thủy màu trắng, mùa thu tiến, mùa đông vượng, mùa xuân tiết, mùa hạ tử. Kẻ sĩ gặp nó, ắt được lộc của nó, mà người bình thường gặp nó nhất định tiền bạc sẽ vào nhà. Đây là đệ nhất cát thần, Nhất Bạch lại là quan tinh. Nếu nó đương vượng, hình thế loan đầu bên ngoài, lại có thủy phóng quang thì khoa cử đỗ đạt, danh lừng bốn bể, sinh con trai thông minh trí tuệ. Nó mà suy tử thì hại vợ, không thọ, cuộc đời trôi nổi lênh đênh, mắc nhiều bệnh tật về huyết, thận hư hoặc thành kẻ nghiện ngập trộm cướp.
Nhất Bạch gặp phương Bắc là tị hòa, nếu vượng thì có lợi cho tài văn chương hoặc các công việc liên quan đến văn. Nếu suy thì dễ bị bệnh về máu, nghiện ngập hoặc chìm đắm trong tửu sắc. Vậy nên với những nhà hướng Bắc, năm 2022 Nhâm Dần, hãy treo trước cửa một pháp khí phong thủy, mai hoa phú quý. Đồng thời tại phương vị này trong phòng khách cũng nên đặt một tháp văn xương để kích vận, nghênh sao Nhất Bạch, giúp cho đường quan vận và học hành của những thành viên trong gia đình được hanh thông, may mắn. Những mệnh chủ tuổi Tân Sửu ở nhà hướng Bắc thì lại rất tốt, hợp được hướng Thiên Y. Mà hướng Thiên Y là sao Cự Môn thuộc hành thổ, là cát tinh, không những biểu hiện tốt về mọi mặt sức khỏe, phòng bệnh mà còn làm cho gia đình hưng vượng về tài sản, nhà đất, vật nuôi. Nó thể hiện vai trò của nhà lương y như vị cứu tinh cứu giúp cho gia chủ, giúp giảm trừ tai họa, tăng trưởng phúc đức. Tuy nhiên nếu ở nhà hướng này, sao Thiên Y bị giảm sút, không phát huy được tối đa công năng của nó do gặp phải ngũ hành tương khắc. Trong trường hợp các mệnh chủ muốn kích vận và gia tăng sức khỏe cho gia đình thì nên sử dụng pháp khí phong thủy, mai hoa phú quý, treo trước cửa nhà. Pháp khí này sẽ giúp cho gia tăng tài lộc và sức khỏe cho gia chủ tuổi Tân Sửu, giúp các gia chủ có được may mắn khỏe mạnh và giàu có hơn. Thứ 6 là hướng Nam. Hướng Nam gồm Ba Sơn, Bính, Ngọ Đinh, 157,5 đến 202,5 độ. Năm 2022 Nhâm Dần, những nhà tọa Tý hướng Ngọ bị phạm vào tam sát. Theo Vĩnh Cổ Thông Thư thì tam sát được giải thích là tam sát được chia làm ba dạng, tuyệt là kiếp sát, thai là tai sát, dưỡng là tuế sát. Nói đơn giản hơn thì kiếp sát, tai sát và tuế sát chính là vị trí tuyệt, thai và dưỡng của địa chỉ. Từ đó có thể hiểu, trên thực tế thì tam sát là tên gọi chung, kết hợp giữa kiếp sát, tai sát và tuế sát. Tam sát là phương vị lưu niên xung tam hợp vượng vị. Trong phong thủy có câu, muốn phát tài phải đấu tam sát. Tam sát là một trong những thần sát trọng yếu trong phong thủy nhà ở. Nếu lưu niên phạm tam sát thì tất sẽ ảnh hưởng tới tài vận trong năm. Cũng dễ vì thế mà gặp họa phá tài, lộ tài, người nhà ốm đau, bệnh tật, tai nạn bất ngờ. Vậy nên những nhà hướng Nam trong năm nay xây mới cần phải hết sức lưu ý. Quý vị hãy liên hệ, đặt lịch trực tiếp với thầy Gia Cát để được tư vấn hoàn toàn miễn phí tại văn phòng. Hướng Nam là một trong những hướng tốt đối với các mệnh chủ tuổi Tân Sửu. Khi ở trong nhà hướng Nam, mệnh chủ tuổi Tân Sửu sẽ được hướng sinh khí. Sinh khí là sao Tham Lang Tinh, có ngũ hành thuộc mộc là cát tinh mang lại may mắn. Sinh khí ở Tây Trạch gặp Càn Đoài bị hành kim khắc nên thuộc tính tốt bị khống chế, gặp Cấn Khôn cũng bị tương khắc cho nên thuộc tính giảm. Thứ 7 là hướng Đông. Hướng Đông gồm có Ba Sơn, Giáp, Mão, Ất, 67,5 đến 112,5 độ. Năm 2022 Nhâm Dần, những nhà định khởi công xây dựng có tọa Dậu hướng Mão bị phạm vào Mậu Kỷ Đô Thiên Sát. Mậu Kỷ Đô Thiên Sát là một trong năm sát tinh lớn nhất của năm, ảnh hưởng trực tiếp đến trạch đất của bạn. Chính vì nó thuộc một trong năm sát tinh, cho nên trường khí của nó rất mạnh và có ảnh hưởng trực tiếp tới sự hưng vượng của ngôi nhà. Vậy nên quý vị hãy sử dụng la bàn phong thủy, đo kỹ lưỡng rồi liên hệ trực tiếp với thầy Gia Cát để được tư vấn hoàn toàn miễn phí. Nếu ở nhà hướng Đông thì các mệnh chủ tuổi Tân Sửu cũng được hướng tốt vì hợp hướng phục vị. Phục vị là sao phụ bật thuộc hành thủy, cũng là cát tinh, có tác dụng làm tăng thêm sức mạnh, tiếp thêm cho trạch mệnh và trạch chủ. Nếu gặp cát tinh thì mọi việc sẽ thăng tiến nhiều, còn gặp hung tinh thì mọi sự cũng sa sút theo. Sau này hợp với đông trạch hơn là tây trạch. Cuối cùng là hướng Đông Nam. Hướng Đông Nam gồm có Ba Sơn, Thìn, Tốn, Tỵ từ 112,5 đến 157,5 độ. Năm 2022 Nhâm Dần, những nhà tọa hợi hướng Tỵ bị phạm vào tam sát, không nên xây mới hay sửa chữa, còn những nhà tọa Càn hướng Tốn và tọa Tuất hướng Thìn thì xây mới bình thường. Nhưng để mọi việc được hanh thông thuận lợi, quý vị hãy liên hệ trực tiếp với thầy phong thủy uy tín để được tư vấn về việc chọn tuổi động thổ, ngày giờ động thổ cũng như cách bố trí phong thủy hợp lý để mang lại may mắn và bình an nhất cho mình. Hướng Đông Nam cũng là một trong những hướng tốt với các mệnh chủ tuổi Tân Sửu. Khi ở trong nhà hướng Đông Nam được hướng diên niên hay phúc đức, tượng là sao Vũ Khúc thuộc hành kim, là cát tinh, là đại diện cho tuổi thọ, sự phát triển về tài chính, kéo dài để lại cho tới thế hệ mai sau. Nó còn được gọi là thần phúc đức,
Hơn nữa, lại ở nhà Tây Trạch thì hợp, làm cho nhà thịnh vượng lên vì bản thân nó là kim. Lại gặp hành kim cho nên sẽ tăng thêm phần thịnh vượng. Quý vị thân mến, trên đây là những chia sẻ về việc xây nhà và cách hóa giải phù hợp cho các gia chủ tuổi Tân Sửu trong năm Nhâm Dần năm 2022. Và hy vọng rằng những nội dung mà chương trình ngày hôm nay Phong Thủy Gia Cát chia sẻ đã giúp cho các bạn có được những thông tin hữu ích. Còn bây giờ Diễm Quỳnh xin mến chào và hẹn gặp lại. Trước khi chúng ta chào tạm biệt nhau, xin mời quý vị hãy like, đăng ký theo dõi kênh và ấn vào tín hiệu quả chuông để nhận thông báo mới nhất từ kênh quý vị nhé.